Sáng nay, trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Năm 1990, trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng được thành lập với 14 lớp và gần 700 học sinh trải qua quá trình xây dựng và phát triển, dù trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ giáo viên và lớp lớp các thế hệ học sinh đã kiên trì phấn đấu, vượt qua khó khăn thiếu thốn để thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt, từng bước xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh. Hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khang trang hiện đại với 30 phòng học đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều nhiệt tình, có trách nhiệm, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm trên 90%. Nhiều học sinh đạt thành tích cao cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều năm liền, đội tuyển học sinh giỏi của trường đều đạt giải cao trong kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn giữ vững vị trí tốt đầu các trường trung học cơ sở của thành phố. Sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường trong suốt 30 năm đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận trường đã được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều bằng khen giải thưởng khác từ các cấp các ngành. Nhân dịp này, trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước.